Trong các cái video mà test tốc độ game và ứng dụng Java trước đây á, thì Nokia 6700 Lucid lại cho cái tốc độ rất là nhanh ha. Vậy thì trong cái video này mình sẽ test thử cái tốc độ mà mở game ứng dụng Java giữa Nokia 6700 Lucid với lại cái chiếc Mizu M Note 7 thử xem là chiếc nào sẽ có tốc độ cao hơn ha. Và những cái video liên quan về hai chiếc điện thoại này mình đã để chung cái danh sách phát để các bạn tiện theo dõi nha. Thì đối với các thiết bị Android thì để chơi được cái game Java thì các bạn sẽ tải cái phần mềm này các bạn, Z2Me Loader nè ha. Thì chỉ cần tải về và cài đặt, sau đó thì các bạn sẽ add những cái game vào. Thì ở đây mình đã add sẵn 3 game rồi ha. Đây là những cái tựa game và ứng dụng mà mình cần test giữa hai thiết bị này ha. Thì còn một cái từ điển Java dung lượng trên 12 MB nữa. Đây là một cái file Java rất là nặng. Thì mình sẽ để add để cho các bạn thấy thử là cái ứng dụng như vậy thì nó add mất thời gian bao lâu ha. Các bạn chỉ cần bấm dấu cộng này, chọn đến cái thư mục chứa cái game rồi. Vậy là xong rồi ha. Rồi các bạn bấm vào chữ bắt đầu thì đây các bạn sẽ tùy chọn cái độ phân giải nó phù hợp ha. Thì ở trên cái 6700 thì đó là độ phân giải 240x320 thì mình cũng sẽ cho cái sự tương đồng. Là chúng ta đã có được những cái tựa game và ứng dụng Java tương đương với nhau. Và đây các bạn có thể xem chi tiết về cái dung lượng của những ứng dụng này ha. Rồi đầu tiên sẽ là cái game Hunter 3, 1, 2, 3. Các bạn nghĩ là 6700 có thắng nổi chip Snapdragon 625 ở trên cái Mizu hay không ha? Rồi, vậy là đối với tựa game đầu tiên thì Mizu đã vào trước ha. Cái này thì các bạn bấm cảm ứng không được đâu các bạn, mà các bạn phải sử dụng những cái phím điều hướng dưới này mới được ha. Rồi nè. Đó. Rồi, bây giờ lót vào bên trong nè. Rồi, Mizu đã cho tốc độ hơn rất là nhiều ha. Bây giờ các bạn chỉ cần bấm phím 5 để vào. Còn đối với 6700 thì hiện tại nó vẫn còn đang ở cái màn hình chưa đến một nửa luôn các bạn. Có thể là cái tốc độ này các bạn thấy là nó chênh lệch rất là nhiều ha. Trong những cái bài test trước với những chiếc điện thoại Nokia khác á, thì 6700 lại cho cái tốc độ rất là nhanh, mặc dù nó không trang bị, không đề cập đến cái việc mà nó trang bị vi xử lý gì, RAM bao nhiêu ha. Rồi, rồi đến với tựa game thứ hai là Siêu Nhân Dung Đất, 1, 2, 3. Thì cái việc mà các bạn đang sử dụng các thiết bị Android mà các bạn muốn chơi game Java thì đây là cái giải pháp ha. Rồi, vậy là lần này thì Mizu lại thắng nữa ha, 625 lại thắng nữa. Và đối với cái thiết bị mà 6700 thì về cái trải nghiệm chơi game thì bàn phím nó vẫn ổn hơn các bạn. Rồi, tới cái phần lock này vào nữa nè. Bây giờ mình sẽ keep nha. Keep, nó sẽ lock vào, các bạn sẽ xem là cái nào sẽ vào trước ha. 6700 liệu có bứt phá hay không, và không, chậm hơn thì rất là ít so với những cái tựa game hồi nãy ha. Hồi nãy thì chậm hơn nhiều và bây giờ thì nó chậm ít hơn. Tiếp theo sẽ là Nova Legacy, thì cái tựa game này 6700 lại cho cái tốc độ trước đây rất là nhanh và bây giờ mình sẽ thử nha. 1, 2, 3. Đó, các bạn thấy không? Rồi ha. Bây giờ bấm đây mới được, mình quên bấm cảm ứng nè, vô nha. Đó. Rồi, 6700 vẫn thua ở cái tựa game này ha. Tựa điển nặng ha, 12,60. Để xem là cuối cùng này thì 6700 có bứt phá được hay không. 1, 2, 3. Rồi, thấy cái màn thể hiện này là 6700 khó mà có cơ hội lật kèo được rồi. Trên đây đã vào được rồi các bạn, và 6700 thì vẫn chưa vào được ha. Đó, đây là cái cách thức sử dụng ứng dụng từ điển Java ở trên một thiết bị Android. Các bạn nghĩ sao về cái tốc độ chơi game Java ở trên chip Snapdragon 625 trên cái chiếc Mizu này và so với 6700 Lucid thì các bạn hãy bình luận phía bên dưới video ha. Hy vọng video sẽ hữu ích đối với các bạn.
Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.